Hello, chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, bình yên ha, khỏe mạnh ha. Các bạn ơi, hoa mai nở nè. Hoa mai nè, hoa mai Việt Nam chánh tông nha các bạn. Hoa mai Việt Nam đã nở rồi các bạn ơi. Hoa mai nhà mình trồng á. Mấy năm về trước á các bạn, hình ảnh mấy năm về trước á. Năm nay chưa nở. Năm nay đang lượm bông thôi, còn ngay mấy cái hình này là cây hoa mai nhà mình trồng mấy năm về trước, chụp hình để lại, bây giờ quay lại cho các bạn ngắm nè. Các bạn thấy chưa, cái màu đẹp hay chưa? Hoa mai quá đẹp luôn á, nó nở nó nhiều búp bông dễ sợ luôn ha các bạn. Đó, hoa mai hình ảnh còn giữ lại những năm về trước nè các bạn. Mời các bạn thưởng thức ha. Hoa mai Việt Nam đó, cái bông nó ngửa lên trời đó các bạn, còn hoa mai Mỹ cái bông nó úp xuống đất. Các bạn phân biệt chưa? Phân biệt rồi ha. Cái hoa mai này nhiều cánh lắm á, chín cánh luôn nha các bạn. Hoa mai này chín cánh luôn á, đẹp chưa? Mời các bạn thưởng thức ha, một cây hoa mai này nhà mình trồng cảnh cũ đó các bạn. Mời các bạn thưởng thức, enjoy. Chụp màu đẹp ha, hoa mai màu đẹp thiệt tình luôn á. Cái hình hoa mai này nó để gần này các bạn nè. Các bạn thấy cái hoa mai nó to ghê chưa nè, quá trời to luôn đó các bạn. Hoa mai Việt Nam chánh cống các bạn ơi, Việt Nam đó. Hoa mai này phôi đa bán nè các bạn, ở mua ở phôi đa, mai vàng phôi đa đó các bạn. Bạn muốn bây giờ thì bán nhiều rồi. Cái này lúc trước nè các bạn, một cây mắc tiền lắm á các bạn ơi. Người ta tạo dáng á, cây thấp thấp vậy mà bông quá trời bông luôn á nè. Cái bông á nó to, các bạn thấy cái bông hôm nay này nó to ơi là to luôn á, đẹp quá là đẹp luôn á. Trồng nó ra bông á, chùm 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 rùm. Cái này nở nó cũng cũng kịp Tết đó. Của website Hoa Mai Vàng Việt Nam á, Foida đó các bạn bán nè, mấy trăm đồng một cây á, mắc lắm. Mời các bạn thưởng thức nha, hoa mai vàng Việt Nam. Cái hoa nó ngước lên trời, nó ngửa lên trời mà một màu vàng rất là đẹp ha. Enjoy hoa mai vàng Việt Nam nha. Hoa mai nữa này các bạn, là các bạn thưởng thức nha, hoa mai vàng Việt Nam nha. Mùa xuân đến hoa mai nở tuyệt vời các bạn ha. Mời các bạn thưởng thức những hình ảnh hoa mai của nhà mình nè. Đó, các bạn thấy hoa mai chưa, quá trời đẹp luôn. Mời luôn các bạn ha. Có thơm lắm á, khi nó nở ra nó cũng bay mùi thơm lắm các bạn. Mời các bạn thưởng thức, enjoy hoa mai vàng Việt Nam. Chánh cống luôn, nó nở ngửa lên trời luôn đó các bạn. Nó không có quay mặt xuống đất mà nó quay mặt lên trời luôn đó nha. Enjoy. Enjoy thưởng thức hoa mai vàng Việt Nam nha các bạn. Cây hoa mai màu trắng nè các bạn. Có hoa mai trắng nữa nha. Đó. Nhà mình trồng á, nhà mình trồng được cây hoa mai trắng mấy năm về trước á các bạn. Những hình ảnh còn giữ lại thôi chứ cây nó cũng đã nó ra đi rồi các bạn ơi, nhưng mà cái hình ảnh đó, mình trồng mình nó nở lên mình chụp á, mình giữ lại bây giờ còn này các bạn. Mình mời các bạn thưởng thức ha. Hoa mai đẹp quá chừng chừng luôn á. Hoa mai trắng cái này cũng được 6 6 nha. 2 4 9 9 cánh đó các bạn. Hoa mai này cũng 9 cánh luôn á nè. Mời các bạn thưởng thức hoa mai trắng, có hoa mai vàng rồi hoa mai trắng nữa. Rồi có hoa mai hoa trắng thủy nữa các bạn. Chiếu thủy nhé, à hoa mai chiếu thủy nữa. Cái bông trắng nhỏ xíu mà thơm lắm. Thơm lắm luôn. Mà bông nhỏ nhỏ đẹp lắm như tuyết vậy, nhà nhà mình cũng có nhưng mà chưa chưa có nở. Hoa mai đó nó nở qua cái mùa khác.
không phải đỡ mùa Tết mà nó đẹp lắm, nó thơm lắm. Mai chiếu thủy, kêu bằng hoa mai chiếu thủy đó các bạn, màu trắng bông nhỏ xíu à, chứ không có phải to như bông này à. Bông này hoa mai trắng nè các bạn, đó có thêm một cây hoa mai trắng nữa cho các bạn ngắm nè. Mời các bạn mắm đủ thứ, đủ các loại hoa mai, mà mai ngửa lên trời nghe các bạn, mai một chùm sáu bảy cái bông á, một chùm nhiều bông á là hoa mai Việt Nam. Mời các bạn thưởng thức nha, hoa mai trắng. Enjoy các bạn, Tết đến rồi, thưởng thức hoa mai à. Tết, Tết, Tết đến rồi, Tết năm nay là Tết Nhâm Dần đó các bạn. Các bạn thưởng thức hoa mai nha. Enjoy, enjoy hoa mai nè các bạn ơi. Chúc may mắn, bình an, khỏe mạnh ha. Tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt như cà phê pin ha các bạn ha. Hello, chào các bạn. Hôm nay 28 Tết nha. Mình làm xong một giả kẹo đậu phộng ha. Làm nhanh gọn lẹ lắm á các bạn ơi, dễ làm thì thôi á, làm cái là xong liền à. Một gói đậu phộng á, mình làm một gói đậu phộng á, một gói đậu phộng mình nó lột vỏ rồi á. Nè. Đó, một gói đậu phộng ba này là ba muỗng canh đường à. Ba muỗng canh đường rồi ba muỗng canh mặt mía đó. Rồi đậu phộng rang đi, đậu phộng mình rang đi, với mè cũng rang đi. Cái này mình làm mè lứt á nên nó đen á các bạn. Rồi mình đổ chung hết tất cả vô làm trộn rồi. Trên bếp tới cái chảo á. Trộn lên trên bếp cái là mình canh lửa mấy đầu mình bể lửa lớn một chút cho nó sôi lên, cái là mình hạ xuống lửa medium. Cái trộn còn khoảng chừng 6 7 phút vậy đó các bạn. Trộn trong cái chảo nha. 6 7 phút, 7 phút. Thấy cái đường nó kéo chỉ một chút á là mình đem ra mình đổ liền. Đổ ra cái miếng giấy này nè các bạn. Đó miếng giấy này nè, miếng giấy mà làm bánh á. Rồi lấy lên trên kia, ở trên đắp miếng nữa là cán nó ra mỏng mỏng á, rồi nó vừa nguội cái mình cắt liền, nó ra cái miếng kẹo đậu phộng liền. Ăn ăn giòn ngon lắm. Đó mà tốn có mấy nhiêu ha, một gói đậu phộng đồng rưỡi à, đồng rưỡi đậu phộng đường nữa cho 2 đồng. Ồ 2 đồng mình nhiều quá chưa, trong khi đó bây giờ mua một gói á, mười mấy đồng luôn á các bạn, mắc quá trời luôn á, tốn có 2 đồng. Bạn lấy làm thử à, dễ làm lắm. Ba muỗng đường, ba muỗng cái đường mà bán ở chợ Walmart, cái đường trong cái chai các bạn, kêu bằng đường đường mía đó. Rồi cái làm nhấp nháy 10 10 phút là xong rồi các bạn ơi. Được rồi, đây là mình khoe bánh tét của mình nè, bánh tét của mình làm xong rồi nè các bạn, bánh tét truyền thống kiểu nhà quê của mình thôi, không có làm nước dừa nước gì hết á, không có làm nước dừa, làm được 14 đòn. Dư được 3 cái bánh ú, 4 cái bánh ú, hôm qua mình ăn hết 1 cái bánh ú rồi. Ngâm 14 khúc nếp. Ngâm 14 khúc nếp rồi khoảng 10 đồng bột, khoảng 10 đồng mà. Cái gì ba rọi á, thịt ba rọi khoảng 10 đồng chia làm 14 cái, cắt làm 14 miếng. Hai gói đậu xanh. Cả cái nấu làm nhân á. Thì làm ra được nhiêu đây, bánh 14 ba 14 bánh luôn. Mình chỉ làm nếp không thôi, với lại gói rồi thịt úp hành củ tiêu tỏi muối đường cho nó thơm rồi ngâm ngâm nếp, là nếu gói thôi không có bỏ nước dừa gì đâu, tại gói là kiểu truyền thống quê mình á, Phan Rí Cửa của mình á, nhà mình hồi xưa má mình làm vậy á, với lại ở xứ mình cũng ăn bột không có ăn nước dừa nên làm gì, nhưng mà ăn quen rồi nó ngon á. Bây giờ ở đây mà mình mua có nước dừa khó ăn quá nên phải gói, mà gói tính ra thì quá là rẻ luôn á các bạn, giống như 14 đồng, chỉ có thịt là mắc thôi chứ, nếp với nếp với đậu tốn 10 đồng à,
thịt thì phải tốn, nếu mình mua mỡ không thì ít tốn, còn mình mua ba rọi thì cũng phải tốn 7-8 đồng thịt á. Lá thì mình gói ít lá lắm, mình gói thêm cái Grab ở ngoài tại vì lá mắc quá, là tốn 10 đồng nếp với lá nữa. Lá bây giờ mắc lắm nha, 2 đồng một gói á, 2 đồng mấy luôn á. Mình gói tốn 2 gói lá 5 đồng á, 5 đồng 10 đồng nếp, 10 đồng nếp đậu, 10 đồng đường, 10 đồng thịt ba loại nữa là tốn 25 đồng á. Đúng rồi, 25 đồng mà được 14 cái như gì. Nếu mà có đủ thì gói 15 cái luôn á. Thì tại cho đồng mấy cái à, ha, con đồng mấy à. Ui da mà mua một bộ đòn bánh tét sắp hai như gì, 20 đồng, sắp hai như gì dài á, dài to sắp là sắp hai đòn này là 20 đồng. Mà cái này mình nấu ở trong nồi Instant Pot đó các bạn, nhanh lắm, nấu 1 tiếng đồng hồ một nồi mình bỏ được chắc có 4 cái thôi, tại bỏ nằm ngang bỏ nằm đứng thì nó cao quá. Rồi mình nấu 1 tiếng đồng hồ xong cái nó xả nó cho mình mở ra cái mình bỏ dưới đổi về dưới lên trên trên xuống dưới, cái nấu thêm 20 phút nữa vậy là xong á. Để cho nước nguội, nó cho mình mở ra là mình lấy ra mình rửa, mình dựng đứng lên để một đêm tới sáng là nó ráo hết nước luôn. Tại cái này mình ráp ở ngoài á nên lá nó đen á, mình nấu nấu in tình phích lá nó đen nó không có xanh, chắc người ta bán người ta phải đổi lá nó mới được á, nhưng mà ở trong nó ngon lắm á các bạn ơi. Nè, ở trong nè mình làm theo kiểu của mình á nên thơm ngon lắm, ăn theo kiểu nhà quê của mình á, kiểu Phan Rí của mình á, nên úp á, ăn thua mình úp thịt á, thì mình chỉ đâm thôi chứ mình không có xay. Hành 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 đầu trắng với là tỏi tiêu mình đâm cho nó nát á, mình úp vô nó thơm hơn là mình đem đi là xay bằng máy á. Xay bằng máy nó không thơm, nó không có hương vị, tại cái mình đâm nó có gia chắc dầu á, nó thơm lắm mà nó ngon lắm nè các bạn. Đó mình chia mình cho mình khoe với các bạn, ngày Tết mình cũng bày đủ trò hết nè, tại vì nhà mình không có mua ăn không có ngon nên phải ăn không có theo ý mình á, mình phải nấu ăn với là nấu là nó rẻ quá trong khi mua nó mắc quá. Ha, trong khi đó mình 25 đồng chỉ mua được có 1 đòn thôi ha, mà trong kia 25 đồng mình làm được tới 15 đòn, đòn nhỏ nhỏ cũng được 15 đòn, đòn lớn cũng được 10 đòn, nó quá rẻ luôn. Mình đã làm tiết kiệm được ngân quỹ gia đình đó các bạn ha. Còn cái này cũng vậy nè, qua có tốn có 2 đồng mà làm ra được một đám vậy nè. Để mình lấy cái hộp mà mình mua cho các bạn coi ha. Mời các bạn dùng bánh tét này, có nem nữa này các bạn, mình mà có nem chua nữa này, làm bằng thịt bò nha, mình làm luôn đó các bạn. Đó làm nem chua thịt bò các bạn thấy đẹp chưa, không có thì giờ gói lại mình xắt ra cái bao nhiêu thì ăn bao nhiêu thôi. Đó có bánh tét ha, có nem đây, nem này nên mình làm mà mình làm đây này, tốn 30-40 lòng mà làm được 9 cục giống như nè các bạn, 9 cục như vậy nè, 3 phao thịt bò đó, 4 phao thịt bò mà xay lại còn 3 phao á, xay 2 lần còn 3 phao đó các bạn, mà làm được 9 cục như vậy đó, nhiều ghê chưa. Một cục như vậy họ bán cũng phải 10 mấy đồng ha, cắt ra phải bán 10 mấy đồng luôn á các bạn, nên các bạn làm ăn nó rẻ mà nó ngon nữa. Đó các bạn thấy chưa, đầy đủ ha, đầy đủ hương vị ngày Tết. Cái nem này nó mùi vị mà làm giống như nem Thủ Đức vậy các bạn, thơm ngon lắm. Nhưng mà mình chỉ làm ăn thôi chứ mà chia sẻ trên YouTube mình không biết làm, mình quay không nổi. Nó, còn cái dĩa kẹo gương này á, đó mua 10 mấy đồng này các bạn này, mà có nhiêu đây rồi nè, có một chút phí gì này. Đó thấy không các bạn, mua 10 mấy đồng người ta dán bỏ hộp, người ta dán hình cho đẹp. Đó. Mà cái này mình làm tốn có 2 đồng mà ra sắp 3 như vậy luôn á các bạn, 3 hộp như vậy, nói 3 hộp thì nhiều quá ha, hai hộp rưỡi đó. Còn nem nữa, nem quá cũng quá rẻ luôn ha, tất cả nhiêu đây mình làm tốn có
40 đồng một nem, 25 lòng bánh tét và 65 đồng. Tất cả 70 đồng thôi mà các bạn thấy khủng khiếp chưa? Ăn mệt xỉu luôn các bạn ha, ăn mệt xỉu luôn. Có củ cải củ kiệu núi mặn ăn bánh tét cái này các bạn nè, cũng làm luôn nè, làm tuốt hết. Đây đây cái đường này nè các bạn, đường này để làm mặt này nè, đường mặt này để làm gạo phộng á. Mình chưa nói đại khái là các bạn làm là nó đúng y bon à. Mình làm 3 muỗng mật ong, 3 muỗng mật này chỉ là 3 muỗng đường thôi, mà nếu mà nó lạc các bạn ăn ngọt thì phải làm 3 muỗng rưỡi hay là 4 muỗng nếu muốn ngọt, còn như gì thì nó hơi lạc. Nếu cái người nào ăn ngọt cái thì không thích. Rồi một bịch đậu phộng mà không vỏ đó. Vậy là thôi, với mè nữa, hai muỗng mè, 4 muỗng mè, tùy mình muốn ăn nhiều thì trộn vô, một mớ mình để ở ngoài, một mớ mình trộn vô, tất cả trộn hết vô luôn. Đậu phộng các bạn rang đi cho nó ngon, không rang nó không ngon đâu. Rang đậu phộng cho nó ăn nó thơm thơm. Xong với đường 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 mía, à cái này người ta nói đường mía ha. Rồi mè, đậu phộng, bỏ các thứ trộn chung trong cái chảo. Rồi để trên, bỏ bắt lên bếp á, các bạn trộn. Mới đầu rồi các bạn bỏ lửa cao cao một chút, số 6, số 7 á. Khi mà nó vừa sôi cái thấy nó hơi 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 xin nhích nhích sôi cái mình bớt lửa còn số 4. Rồi mình trộn khoảng chừng 7 phút mà thấy nó kéo chỉ đó, đường nó kéo chỉ, nó dính chỉ ở trong cái đũa đũa đó. Làm lập tức đổ ra cái miếng nha. Miếng này nè, mình để luôn cái miếng này cho các bạn thấy nè. Cái miếng làm bánh á, nhựa làm bánh hay là miếng giấy bạc cũng được. Rất đổ nhanh tay ra là các bạn để trên một miếng nữa, rồi lấy cái đồ cán bánh đó, cán ra cho mỏng, cán mỏng chừng nào hay chừng nấy, nhanh tay cho mỏng, nhanh tay cho nó nóng để nó nguội, cái nó đầm một cục cứng khừ mình không có cán được ha các bạn ha. Rồi là cán cái mỏng chừng nào ha, cán chừng nào hết cán được rồi thôi. Rồi để vừa nó vừa xong là mình nó ấm ấm cái là mình lấy dao á, mình cắt liền nó ra từ miếng vậy nè. Nếu mình không cắt thì nó cứng lại là mình phải bẻ chứ không có được ra miếng. Còn mình cắt liền đó, làm vậy là làm nhanh gọn lẹ đó, trong vòng mà nó mấy phút thôi đó là xong á đó. Như đây tốn 2 đồng này, tốn 2 đồng ha. Như bánh tét thì tốn 25 đồng, rồi nem tốn 40 đồng, tại mình làm thịt bò mắc tiền quá, 3 phao thịt bò luôn. Rồi 3 phao thịt bò, rồi 3 gói da heo, ba gói gia vị nữa, 3 gói gia vị làm nem nữa, coi như phao là gói á. Rồi về mình có mấy mình trộn lại là làm ra nem thôi các bạn. Nem là làm có xay ớt, xay tỏi rồi nữa trộn chung tất cả luôn đó. Mời các bạn thưởng thức hôm nay, mời các bạn ăn 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 bánh tét, nem chua, kẹo đậu phộng. Rồi tự làm để Tết ngày mai cúng rước ông bà ha, ngày mai cúng rước ông bà đó. Mời các bạn thưởng thức nha, hương vị ngày Tết nè. Rồi mời các bạn thưởng thức, chào tạm biệt các bạn ha. Cái này mình chỉ làm ăn thôi, còn chia sẻ trên YouTube mình không biết làm. Ai muốn công thức thì mình chỉ lại thôi, chứ mình không có làm theo kiểu YouTube như mấy cô kia, mình không làm được. Mình chỉ làm ăn rồi nói lại công thức, ai muốn công thức thì mình nói lại, chỉ lại cho các bạn làm. Dễ lắm, không có gì khó hết á. Nhưng mà quay video không biết quay. Chào tạm biệt, chúc các bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Nhớ bấm like và subscribe cho mình nghe các bạn. Bye bye.